Lại đây. Nào, quay lên nào. Lại đây, chào các bạn lại đây. Đứng ngay, nói. Chào bạn ơi. Hôm nay đi đâu? Hôm nay mình sẽ đi du xuân các bạn ơi. Hôm nay mùng 2 Tết nhá, cô Giáp sẽ đi du xuân các bạn ạ. Du xuân. Mình sẽ đi thuê cái xe kia đi thử đi. Ấy lên trời mà. Đấy đúng rồi, bắn đi. Rồi. Đúng rồi đấy. Đi đi xe kia không Sóc ơi? Đi xe này không? Đi đi ra đây. Xe đằng kia kìa. Cầm bên kia đi, cầm dưới lên. Đi xe giống như này, xe giống chị này không? Đây này. Đấy, đi ra đây. Quay đây. Đây. Nào quay đây chào các bạn đi. Không muốn đâu, mua cho mua ấy cho. Thôi ơi. Có một cái rổ ở đây. Đây để bỏ đạn. Đấy là nhặt hai viên kia cho trước kìa, hai viên kìa. Kìa, đây. Đây. Ngồi vào kia đi. Nhặt mấy viên dưới đất kia cho nó. Có phải chờ nó dựng lên đã xong mình bắn tiếp con ạ, không thì nó ấy. Không điểm. Bắn này. Cho vào đây. Ơi đâu? À đúng trúng con kia luôn à? Thế hôm nay cụ Sóc sẽ giới thiệu các bạn trò chơi, một trò chơi thật là hay, trúng thưởng. Bắn đi con, bắn đi. Nó phải có điện vào trong đấy kìa. Tận rơi cả, tận rơi. Bắn phải ra ngoài. Ui. 100 điểm rồi. Giải thưởng của các bạn đây. Giải thưởng của bạn sẽ được được hẳn một cái máy bay này không này. Máy bay nhá. 400 điểm được một cái máy bay. Cố gắng lên. Một con thú nhún. Ôi, được đấy. 390 điểm một con thú nhún kìa. Cố gắng lên. Cẩn thận đổ. Bắn phải nhắm vào chứ, con phải nhìn chứ, phải nhìn phải chuẩn vào chứ thì mới được điểm cao.
phải nhìn chuẩn vào thì mới được điểm cao. Mới được 157 điểm mà không ăn thua rồi, sao ạ? Xong rồi. Nhắm chuẩn vào, ngồi ghế đi. Nhắm chuẩn vào. Nhặt con hai mấy cái nhặt. Nhắm chuẩn vào. Nhắm chuẩn đây, nhắm bắn đây, bắn đây. Từ từ nó cho nó dựng lên đã nha, mình bắn tiếp nhá. Ôi 182 điểm rồi. Còn thiếu mấy chục điểm nữa là chúng ta sẽ được một cái phi tiêu. Mắt chẳng nhìn gì cả. Mắt chẳng nhìn cái tay gần hết rồi à. 50 điểm nữa, cố gắng lên. Ít gần hận rơi thôi. Cố gắng lên. Con nhìn vào. Cố gắng lên, sắp được rồi. 227, 32 điểm rồi, 32 điểm rồi, thiếu 20 điểm nữa rồi, cố gắng lên. 34 điểm, ôi cô. Năm 251 điểm rồi, ôi được rồi, được, thắng rồi, thắng rồi, chúng ta sẽ được một phần quà. Năm mươi tám điểm, cháu lên từ hôm 28 mà. Thắng rồi. Các bạn ơi, được một phần quà gì đây? Một cái phi tiêu đúng không ạ? Một cái phi tiêu rồi. Cố gắng mấy chục điểm nữa thì được rồi nhỉ? Hết quả. Đấy, được thưởng cái này các bạn ạ. Bắn vừa được thưởng cái này. Đâu, cái này để phi lên trời con, xong nó sáng sáng thì đâu có bảo. Rồi, cầm lấy. Rồi, xé cái này ra. Rồi, xé này ra. Đấy, tháo này ra. Đấy. Đây nữa, cái này nữa này, cái này để bắn lên trời này, đây này. Đấy, thấy chưa? Đưa bố bắn lên trời cho, đưa đây. Đưa đây, bố thử cho. Đưa đây, bố thử cho, sao ơi. Đưa đây, bố thử cho, bắn lên trời mà. Đây này. Đưa bố bắn thử cho con. Đây này, cầm móc lên như này mà, xong bắn lên như mà. Đấy, là mẹ cầm lấy cho bố để bố bắn cho thóc thử nhá, đây này. Đây này, cầm lấy bố bảo. Không phải biết bắn thì bắn được. Đứng ra chỗ rộng kia bố kia. Đứng ra chỗ. Như thế này, như thế này. Bố phải làm cho con được, con biết là xong một chơi chứ. Đấy, thấy chưa? Đấy, bắn vào mặt đấy. Về trước nhá. Về xuống đi. Chúng ta chơi nhá. Đây, cháu đưa cho. Chưa lấy tiền mà đã thưởng rồi. Phải lấy trước chứ lị. Đây chờ cháu tí. Sáng rồi. Trắng nhờ.
đây. Hả? Có đi không? Đi xe giống chị kia đâu? Ui, nhiều đồ chơi lắm. Hả? Cái này hả? Không chơi gì cái đấy con, mình chơi cái khác đi. Chơi khác đi, chơi khác đi. Đi xe xe đạp cái đi. Đi chơi xe đạp cái đi Thông ơi. Chơi bài này không? Chơi xe kia không? Không á? Chơi trò gì? Chơi xe này không? Đi xe này không? Bố với Thông đi xe này không? Có đấy. Cái này cái gì đấy? Chị ơi chị. Bạn ơi. Cái này cái gì đấy? Nhưng mà cái này cái gì? Bóng ạ. Lấy thôi gì? Chị ơi. Đi ra đây bắn súng này đi. Anh Thông ơi. Chị cho bắn súng này đi. Đấy. Cho em mấy xăng rồi chị ơi. Vâng, cho em mấy xăng vào. Mẹ cho thóc xe nào bắn nào. Xe vào đây, để xe vào đây. Để hết vào đấy, để hết sạch vào đấy rồi. Con lấy một xe nào. Một xe. Đây, 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 con nhét vào đây. Con nhét vào đây. Đúng rồi. Đây, để giúp con nhét. Con thích súng nào, đúng rồi. Chuẩn luôn. Đúng rồi, chọn người, chọn nhân vật đi. Con nhặt chọn nhân vật đi. Con cứ để không, 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 không. Một xe, một máy thôi. Một bên này. Một bên thôi, một bên thôi. Có chứ. Đây. Đây bây giờ bố bảo nhá. Đây súng bên này thôi, chọn súng một súng nữa chứ. Từ 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 con, sao lại đâu con. Đấy, đấy bắn đấy, ấy 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 thấy chưa? Ấy con lấy hai tay. Chỉnh đây, nhìn kìa. Đấy quái vật kìa, quái vật kìa. Quái vật kìa. Đấy bắn đi, bắn đi. Kìa bắn quái vật đi, bắn quái vật đi. Đấy. Bắn đi. À đây bố chơi nào, cài tập cho bố. Bắt đầu rồi. Quay lần trước đi để
nhìn thấy mặt đấy rồi. Đóng tiền xong rồi, nhanh lên, nhanh lên kìa. Đủ con màu đỏ nhá, con màu đỏ này. Để tôi bố màu xanh, con phải nắm chuẩn vào chúng nó vào. Bắn đi con, bắn đi, bắn đi. Ui, 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 tấn công rồi, nó tấn công, xong ơi. Tấn công rồi, tấn công kìa. Tấn công kìa, nó tấn công mình. Bắn đi con, bắn đi, con bắn ạ, à. Ui, bắn đi kìa. Ui, con bắn cái này, con bắn cái này, con này, con kia, con đi kìa, con đi kìa. Ngô sổ luôn đấy à? Cái này cái gì đấy? Mày bán hàng à?